Chào mọi người, trong video này mình xin giới thiệu những cái loại đồng hồ vàng năng mà bên mình đang bán được nhiều người mua ha. Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa mà cũng có ít người mua nên mình không không nói. Thì trong những loại này thì mình thiếu một loại là loại KH965. Loại đó là đồng hồ kim. Thì do mình hết hàng nên không có giới thiệu được. Hiện tại đang là dịch bệnh nên mình cũng không nhập gì được. Mình đang có là ở đây là có là 1 5 6 nè 10 chẳng luôn là 10 loại đồng hồ đang gọi là được nhiều người mua nhất bên cửa hàng mình. Thì từ giá cái loại này là loại IX360 này thấy không? Loại này thì giá của nó là 110.000. Tất cả các loại đây đều có tặng kèm pin hết nha. Loại này giá 110.000 nè, đó. Ở đầu kim ha, được tặng một que đo rồi có pin sẵn nha. Tiếp tục nữa là cái loại bên đây, loại này rất là nhiều người mua, rất rất là nhiều người mua luôn, loại DT9205A. Cái loại này được tặng kèm một cái cọng dây đo như này, một cặp dây đo như này, sử dụng là một viên pin 9V, trong đây được tặng kèm sẵn ha. Loại này rất nhiều người mua. Thế đồng hồ số sử dụng gần như được hết các chức năng ha, có đo tụ luôn và tối đa là 200 UF, đo ampe tối đa là 20 A. Nói chung là loại này rất là nhiều người mua, giá của nó là 140.000 ha, 140.000 giá cái loại này. Đây tiếp tục đây là loại Zoe ha, loại là loại Zoe VC921. Các bạn sinh viên rất thích loại này vì nó nhỏ gọn. Bạn thấy là nó chỉ trong tầm tay, nó bằng cái gói thuốc lá thôi bạn, trong tầm tay nó có thể đo được là rất là nhiều chức năng, gần như tất cả chức năng đo được là vôn nè, xoay chiều, vôn một chiều đo, và có cả đo tụ và đo tần số luôn nha. Tần số là chữ màu đỏ nên nó hơi khó nhìn trong video. Tần số là chỗ này nè, màu chữ màu đỏ này nó, cái que đo nó kèm sẵn theo máy luôn, que đo nó kèm sẵn theo máy như này luôn, không có que đo rời ha. Đó, rất rất là nhiều người thích cái loại này vì nó nhỏ gọn, trong tầm tay rất dễ mang đi ha. Tiếp tục cái loại này thì giá của nó là 200 các bạn nha. Loại này là loại tên nó là VC 921, giá là 200. Rồi tiếp tục đây là loại Zui Zui ZTS1. Cái loại này được nhiều người gọi tên đó là loại đồng hồ ô tô hoặc là auto hoặc là auto, nói chung là đồng hồ tự động đó. Đó thấy chưa, mở lên nó chỉ có chữ auto nè, nó tự động đó, nghĩa là không cần chỉnh, đo không cần chỉnh. Rất nhiều người thích mua loại này vì đo không cần chỉnh, được tặng kèm là một cái bộ que đo như này, cũng rất là xịn đúng không. Giá loại này hiện tại là 170.000. Nó có chức năng dò điện luôn nha, NCV này thấy không, AF là để dò cộng dây điện á. Thì cái loại này rất nhiều người thích mua ha, đo được là vôn một chiều, vôn xoay chiều, thông mạch, điện trở, đó ba chức năng đó, và đo NCV đó. Loại này thì không đo được tụ và tần số nha, không đo được tụ, không đo được tần số. Rồi tiếp tục bên đây là loại đồng hồ Anen AN8008. Loại này mình nhập trực tiếp từ Trung Quốc luôn. Thì cái loại này thì xưa rồi bạn, loại này nó ra đời rất là lâu. Thì loại này sẽ đo được rất là nhiều chức năng, dường như là tất cả các chức năng tụ, tần số, vôn được hết. Nó còn thêm một chức năng nữa là chức năng phát xung luôn các bạn nha. Chức năng phát xung luôn là đồng hồ nó tạo ra cái xung nhịp luôn. Rất là nhiều người chuyên nghiệp thích mua loại đồng hồ này vì có chức năng phát xung. Thứ hai nó cũng rất là nhỏ gọn ha. Đặc biệt nữa là nó được tặng tặng kèm theo là một que đo mở rộng. Que đo mở rộng này đây, que đo này có thể các bạn có thể chuyển đổi cái đầu của nó thành cái đầu kẹp, thành đầu gì đó tùy đây ha. Thì loại này giá nó là 350.000, có tặng kèm pin hay sử dụng hai viên pin 3A phía sau này, ok chưa. Rồi bên đây nữa là đồng hồ Fui FI76. Loại này được tặng kèm một cái cộng cái que đo như này. Đây, nó đo được gần như tất cả các chức năng. Cái loại này được nhiều người thích ở chỗ là cái nó có cái vỏ này khá dày, cái vỏ
ngủ cái vỏ nhựa dẻo rất là dày, phải chống va đập. Cái thứ hai nữa là màn hình nó rất là to, màn hình nó to và chữ nó rất là dễ nhìn, dễ đọc, màn hình nó to rất là dễ nhìn, dễ dễ đọc. Thứ ba nữa là nó sử dụng bằng cách vặn cái thang này nên khá là dễ sử dụng đó. Rất là nhiều người thích cái loại đồng hồ này. Giá loại đồng hồ này là 330 ngàn ha, 330 ngàn đây, 330 ngàn đó. Rồi ở trên đây thì có nhiều loại khác. Bên đây cái loại bên đây là đồng hồ Sui ZT102A, loại này giá là cũng là 330 ngàn luôn ha. Đây ở đây thì nó có đo vừa sử dụng hai viên pin 3A. Ở đây thì mở lên nè đó, cái đồng hồ này cũng rất là nhiều người thích tại vì nó có cả chức năng auto, giống như nó tích hợp cái đồng hồ này vô vậy ha, giống như tích hợp cái đồng hồ này vô đồng hồ này, vặn lên là chức năng auto nè đó. Nếu bạn không thích sử dụng chức năng auto này thì bạn có thể chỉnh qua những cái gạch này để chỉnh, để chúng ta đo những cái thang khác nữa. Nó đo được dường như tất cả các chức năng luôn ha, dường như là tất cả các chức năng, có cả NCV luôn, là dò dò điện luôn nè, thấy không đó. Và đo được cả là nhiệt độ luôn, đây là que đo nhiệt độ nè, que đo nhiệt độ nè đó. Ok chưa, giá là 330 ngàn. Cái tiếp theo bên đây là loại đồng hồ mắc mắc nhất trong 10 cái này, mắc cái này là mắc nhất ha, thì là Zoe SX-TX ha. Loại này giá hiện tại là 500 ngàn, 500 ngàn được tặng là một que đo thường với một que đo nhiệt độ ha. Nhiệt độ này cũng hơi lạ, nó có cái cây nha, cái cây chọt nhiệt độ nha đó. Thì loại này sử dụng là hai viên pin 2A nha, pin 2A pin to, hai viên pin 2A 1,5V. Mở lên thì màn hình nó khá là to, rất là dễ nhìn đó. Đo được dường như tất cả các chức năng, volt một chiều, volt xoay chiều, điện trở, thông mạch, tụ, tần số, nhiệt độ, rất là nhiều chức năng, đo cái NCV luôn nha. Đó, đây là NCV. Đây. Đó, ok chưa? Đây là giá nó là 500 ngàn. Tiếp tục bên đây. Cái loại này à, loại này rất nhiều người thích nè. Loại này rất là nhiều người gọi điện hỏi mua luôn, là loại Zoe ZT-S4 ha. Loại này được tặng kèm là một que đo thường với một que đo nhiệt độ. Đó. Nó dường như tích hợp cái Zoe S1 vô đây luôn. Mở lên nè là có chế độ auto là của Zoe S1. Ta chỉnh bên đây sẽ ra những cái chế độ khác. Phải đo được tụ và tần số nhiệt độ luôn ha. Có cả độ C lẫn độ F trong cái đồng hồ này đó. Đặc biệt nữa là được tặng kèm một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, chỉ có loại này mới có tiếng Việt thôi nha, những đồng hồ khác thì không có tiếng Việt. Loại này tại vì nó khó dùng, loại này nó khó dùng các bạn nha, nó thật chắc cũng hơi khó dùng nên sử dụng sách tiếng Việt, có sách tiếng Việt hỗ trợ ha. Rồi tiếp theo nữa là sẽ có loại đồng hồ là em bay kim 3266TD, sẽ có là một que đo thường nè và một que đo nhiệt độ nè ha, đo được nhiệt độ luôn. Thì loại ra này là giá nó là 250, à loại S4 này thì giá là 270 nha, S4 là 270, 270 loại này là giá là 250 nè. Thì sẽ có em bay kẹp nè, nó là em bay kìm, sẽ đo được rất nhiều chức năng, dường như tất cả các chức năng ha, tụ, tần số, nhiệt độ, volt được hết, và được thêm chức năng đo ampe kẹp nữa nha. Đo ampe, ampe là thế mạnh của nó, nhưng mà nó không đo được ampe một chiều. Ở được tặng kèm một cái túi đựng như này ha, túi đựng như này ha, túi đựng đó. Thì mình đã rất sơ qua tất cả các loại đồng hồ ở đây mình đang bán được và được nhiều người mua, được nhiều người mua thì mình sẽ gửi đi tặng nhà cho các bạn luôn, và bạn phải trả thêm tiền gửi 30.000 nữa nha, tiền gửi là 30.000 nữa, tổng cộng bạn thấy lấy cái giá mình nói đó, các bạn cộng thêm 30.000 nữa là gửi tặng nhà luôn. Các bạn được quyền kiểm tra hàng trước khi trả tiền ha, được quyền coi hàng trước đúng hàng mới trả tiền ha. Số điện thoại mình để trên đây, bạn nào cần có thể liên hệ. Rồi chào các bạn ha, video ở đây kết thúc rồi, chào mọi người.